Vâng, xin chào bác ạ, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay tiếp tục về mẫu vàng rất rất quen thuộc bác anh em đúng không ạ? Mẫu vàng ETC K440. Mẫu vàng này thì em đã test qua rất nhiều video trước đó cho bác anh em rồi đúng không ạ? Về mà em vàng ETC K440 này thì có 5 cấp độ chống ú khác nhau. Và em chia sẻ lại luôn cho anh em nhé. Nếu các bác anh em mà muốn thay đổi cấp độ chống ú thì các bác nhớ là nhấn và giữ cái nút input đấy nha. Nhấn và giữ ạ. Giữ khi nào nó hiển thị lên chữ FBX thì các bác bỏ tay ra bác bấm đấy, bác bấm liên tục này đấy, 1 2 3 4 5 đấy, nó sẽ quay tròn luôn đấy. Các bác cứ bấm thì nó sẽ tăng lên, sau đó nó hoàn về 1 đấy, và tiếp tục các bác tăng ra. Em này thì delay repeat đây, các bác anh em nhìn thấy chỉnh rất chi tiết đúng không ạ? Chỉnh phần echo này, delay trái phải riêng biệt luôn, echo này, reverse này, các bác anh em có thể nghe thấy qua qua đúng không ạ? Vẫn là đang bác khách nhà em đang ở dưới nhà bác test cái bác ấy đang đến để test cái em ETC K40 tại cửa hàng đây. Nhưng mà ở dưới đấy thì có thể là anh em hơi ồn và hơi vướng chút, em không quay đây. Hàng tiếp tục về để phục vụ quá anh em nhé. Giá rất mềm rồi quá ơi. Giá chỉ nhỉnh triệu một chút, hơn một chút thôi. Đấy. Hơn một triệu thôi là các bác anh em đã có một em vang cơ lai số, có revert. Đấy, có cổng quang Bluetooth điều khiển đầy đủ rồi. Hàng chính hãng thì lúc nào cũng sẽ có tem bảo hành điện tử các bác này. Tem niêm phong sản phẩm. Đấy, tem nhận diện thương hiệu. Ở phía sau đấy các bạn, phía sau thì các anh em sẽ có thể xem thực tế luôn là các cổng đầu ra thì anh em có thể sử dụng, nó có cả cổng red out này. Cổng red out anh em để anh em thích quay livestream có thể sử dụng cổng này đấy. Đấy, để quay để livestream trực tiếp ở trên Facebook hay ở trên TikTok gì đấy đều được đấy, rất tiện lợi các bác nha. Các cổng đầu ra nhạc NR out đây, anh em có thể nhìn thấy cổng ca lông đây. Đấy, giá thì em sẽ tặng cái dây ca lông cho anh em luôn, dây ca lông để các bác kết nối xuống âm ni hoặc kết nối đẩy, có hai dây kết nối xuống. Còn súp thì anh em có thể tùy chọn, các bác thể mua thêm những dây súp bằng ca lông hay AV để anh em kết nối xuống đều được. Có cổng quang đầu vào này, kết nối digital hay cổng quang đấy, Bluetooth hay quasi đây. Kết nối analog hay là kết nối dây AV đây, AUX1, AUX2. Cổng mic phía sau đây các bác nhé. Logo ETC đây đấy, quay cho anh em luôn. Mẫu này thì về thì quay video với mang tính chất thông báo tiếp tục qua hàng về và vẫn còn khuyến mại rất sâu cho bác nghe về mẫu vang cơ này số ETC K440 luôn. Đó. Anh em có nhu cầu thì bác liên hệ trực tiếp qua bên em để chốt đơn các bác nhá. Giá sập sàn luôn rồi anh em ạ. Đó. Hàng được bảo hành đến 24 tháng cơ. Các bác nhìn đấy, nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, mua hàng không cần phải cọc luôn. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra đúng hàng, các bác thanh toán. Đó. 1 đổi 1 trong vòng 60 ngày khi bác sử dụng. 1 đổi 1 trong 2 tháng cơ mà. Anh em sử dụng quá yên tâm luôn ạ. Bao ship tặng dây ca lông kết nối về nhà cho anh em luôn. Và anh em đang có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở phần dưới phần tiêu đề cho em nhé. Và anh em có nhu cầu mà đổi cáp thì anh em có liên hệ trực tiếp để đổi cáp. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh.